hệ thống màn hình LED phục vụ quảng cáo sẽ xuất hiện ngay từ vòng loại thứ hai World Cup 2026 ở các trận đấu trên sân Mỹ Đình. Hiện tại, phía đơn vị cung cấp thiết bị này đang tiến hành lắp đặt. Tại vòng loại World Cup 2022, thiết bị này cũng đã được sử dụng trên sân Mỹ Đình, nhưng chỉ kể từ vòng loại thứ ba. Sân Mỹ Đình vẫn đang trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu ra quân trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam. Những ngày qua, mặt cỏ được chăm sóc cẩn thận do Hà Nội đang vào những ngày nắng gắt và hanh khô. Mặt sân mới được cắt ngắn nên nhìn từ trên cao sẽ không được xanh và đẹp mắt cho lắm. Nhưng theo nhân viên trực tiếp chăm sóc mặt cỏ, từ nay đến ngày thi đấu cỏ sẽ phục hồi và phát triển nhanh, chắc chắn sẽ mang đến màu sắc đẹp mắt cho mặt sân Mỹ Đình. Cả đội tuyển Việt Nam và Iraq đều sẽ có những buổi tập làm quen với mặt cỏ Mỹ Đình trước khi bước vào trận đấu chính thức vào lúc 19 giờ ngày 21 tháng 11 tới.